Như thông tin chúng tôi đã đưa, dù chưa kết thúc niên vụ mía đường 2016-2017, nhưng lượng đường tồn kho tại các nhà máy đã lên mức kỷ lục hơn 750.000 tấn. Trước thực trạng này, thì mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Hiệp hội Mía đường đã phải tổ chức hội nghị khẩn bàn cách giải phóng đường tồn và phát triển bền vững ngành mía đường trong tương lai. Ghi nhanh của chúng tôi tại hội nghị này. Tại hội nghị, giải pháp tiêu thụ đường bền vững diễn ra mới đây với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam. Hiệp hội Mía đường cho biết, lượng đường tồn kho tính đến ngày 19 tháng 5 2017 đã sắp xỉ 750.000 tấn, trong đó tồn kho tại nhà máy chiếm khoảng 90%. Con số này chiếm gần 55% sản lượng đường sản xuất ra của niên vụ và là con số tồn kho kỷ lục từ trước đến nay của ngành đường. Lý giải nguyên nhân của tình trạng trên, đại diện Hiệp hội cho biết do ảnh hưởng của thời tiết, các nhà máy đường năm nay vào vụ ép chậm hơn so với kế hoạch, dẫn đến sản lượng dồn nhiều vào cuối vụ, lượng đường tồn kho đầu niên vụ cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do lượng đường nhập lậu về Việt Nam tăng đột biến trong những tháng đầu năm nay. Ước tính từ đầu năm đến nay, lượng đường lậu về Việt Nam đã cán mốc 400.000 tấn, so với mức 300-400.000 tấn trung bình mỗi năm trước đó. Đây là sau khi cái vụ tỉ đường mà bị triệt phá năm 2014 ấy. Thế và dần dần các cái đầu nậu bắt đầu chắp mối trở lại. Thế và như vậy thì nó bắt đầu hoạt động mạnh hơn và nó phát triển ra cả địa bàn, mở rộng cả địa bàn hơn. Không chỉ là biên giới Tây Nam mà kể cả ra là các cái cửa khẩu ở dọc miền Trung và Tây Nguyên và thậm chí là cả đường tạm nhập tái xuất ở cảng biển phía Bắc. Cho nên cái lượng đường nhập lậu năm nay nó vào nhiều hơn so với lại các năm trước. Lý giải thêm về hiện tượng bất thường này, các doanh nghiệp cho rằng lượng đường tồn kho tăng đột biến còn xuất phát từ việc sản lượng đường xuất khẩu của Thái Lan sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh. Năm nay thì cái lượng đường của Thái Lan mà xuất qua Trung Quốc thì theo tôi nghĩ là nó sẽ giảm. Bởi vì Trung Quốc họ sẽ kiểm tra kỹ hơn, bởi vì chúng ta nhìn theo cái tổng quan cái lượng đường nhập vào Trung Quốc năm nay thì thấp hơn so với các năm, đặc biệt từ Thái Lan. Mấy năm nó đi, cho nên thành thử là nó hiện nay bên Thái Lan nó cũng ứ một lượng đường rất lớn như vậy, cho nên nó trời tràn vào Việt Nam, bởi vì chúng ta là kiểm tra thì kiểm soát thì cũng có thể mềm dẻo hơn, cho nên là từ họ vào mình được nhiều hơn. Trước ý kiến cho rằng đường tồn do các doanh nghiệp cố tình đầu cơ để nâng giá, các doanh nghiệp mía đường khẳng định không có tình trạng này. Năm nay thì đầu vụ thì mưa lụt như thế, giữa vụ thì nắng hạn như thế, thì người nông dân người ta sản xuất ra một cây mía rất là khó khăn, tạo cái giá thành rất là cao, nên nhà máy phải nâng cái giá mía lên để mua cho nông dân để chấp hành với chúng ta. Cho nên cái giá thành của các nhà máy đường năm nay không thể thấp được. Vì vậy mà không có việc mà đầu cơ nâng giá để kiếm lời được như các năm đâu. Năm nay thì anh xem người các nhà máy là không có lợi nhuận cao đâu, mà thậm chí lỗ đó. Để giải quyết tình trạng tồn kho, Hiệp hội Mía đường cho biết trước mắt, ngoài kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường chống đường lậu, các nhà máy cũng phải chấp nhận cắt giảm lợi nhuận để hạ giá đường. Trước hết là bản thân các nhà máy đường cũng như các thành viên của Hiệp hội Việt Nam phải bằng biện pháp chủ quan của mình là chính. Ví dụ như là phải xem xét và điều chỉnh lại kế hoạch bán hàng cũng như là điều chỉnh lại cái giá đường hợp lý. Đấy. Đương nhiên khi đã điều chỉnh như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phần lợi nhuận của các nhà máy. Còn chúng ta không thể điều chỉnh lại cái giá của nông dân người trồng mía được. Bởi vì các cái hợp đồng tiêu thụ mía đối với nông dân thì các nhà máy đều đã ký từ đầu năm. Cho nên đến bây giờ không thể có cái điều chỉnh đối với nông dân. Và nếu như chúng ta điều chỉnh nông dân thì có nghĩa là nông dân sẽ không có lợi nhuận cao và sẽ ảnh hưởng đến vụ sau, người nông dân sẽ không phát triển trồng mía cho nhà máy thì nhà máy sẽ khó khăn. Tuy nhiên, giải pháp bền vững theo Hiệp hội Mía đường vẫn là kéo giá thành sản xuất trong nước xuống để hạn chế đường lậu, bởi giá đường trong nước hiện vẫn cao hơn đường của Thái Lan từ 1 đến 2.000 đồng một ký. Bàn về vấn đề này, các doanh nghiệp cho biết giá thành đường trong nước cao hơn Thái Lan hiện nay, không hẳn ở khâu sản xuất của nhà máy mà chủ yếu ở khâu trồng mía của nông dân. Liên tục các năm gần đây thì các công ty nhà máy đường báo cáo với thị trường là cũng đã phải tính đến cái sống chung với lũ rồi, về sống về lâu dài rồi, phải biết sang năm là chúng ta hội nhập rồi. Cho nên các nhà máy đường hiện nay là cái chi phí sản xuất giảm rất lớn và đưa về cái chất lượng đường cũng nâng rất là cao. Hiện nay các nhà máy nào cũng vậy, trong cái chi phí sản xuất giảm rất thành triệt để. Nhưng mà cái có một trong cái trong đó là cái chi phí mía 70-75% nó thuộc về nông dân. Mà hiện nay cái giá thành nông dân, giá thành mía của mình so với Thái Lan ấy thì rất là cao. Thì liệu trong nông dân mình có giảm được cái giá mía như Thái Lan không? Nếu như ấy, mà tính giá thành mà sòng phẳng ấy thì của chúng ta với một số nước trong khu vực của châu Á thì không phải là cao lắm. Nhưng mà các nước người ta có chính sách hỗ trợ và bảo hộ cho ngành đường trong nước. Ví dụ Thái Lan là người ta mua mía cho nông dân chỉ có 500-600.000 đồng cho một tấn thôi. Thế nhưng mà tại sao nông dân vẫn bán mía cho nhà máy? Là vì là cái mà phần giống ấy,
là chính phủ Thái Lan là cho không nông dân. Thứ hai là toàn bộ phần chi phí sản xuất là để mua vật tư thiết bị, máy móc thì là quỹ phát triển mía đường Thái Lan họ hỗ trợ từ 1 đến 3% lãi suất. Trước mắt, ngoài kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan sớm xem xét thông qua đề án tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam để có chính sách phát triển hợp lý cho ngành, Hiệp hội Mía đường cho biết cũng sẽ xúc tiến việc thành lập quỹ phát triển ngành mía đường Việt Nam. Tại hội nghị, một số doanh nghiệp cũng kiến nghị nhà nước nên có chính sách tăng giá thu mua điện sinh khối, sản xuất từ bã mía để các doanh nghiệp có thêm phần giá trị gia tăng từ các sản phẩm sau đường. Từ đó, góp phần kéo giảm giá thành đường, tăng tính cạnh tranh cho đường trong nước.